Ông xã hái Thảo quýt rồi ăn luôn. Thảo thích bơ hơn, bơ ngon hơn ha. Dạ, ra vườn vậy cũng vui lắm cô chú anh chị và các em. Đứt nguyên cái nhánh luôn. Đứt nguyên cái nhánh luôn mà con ơi. Hái chanh luôn hả? Trời ơi, ổng đi hái chanh luôn. Tại Thảo pha nước chanh hoài đó, cho gia đình uống á. Quýt bọt. Chào cô chú anh chị và các em. Gần 3 tuần ở nhà rồi, ông xã giờ chịu ra vườn làm vườn chung với Thảo. Lúc trước là ổng quen đi làm á, vườn tược á lâu lâu ổng ra ổng dọn thôi, chứ không có chăm sóc như lúc này. Lúc này nhổ cỏ luôn, đổ rác, làm đủ thứ hết. Hái trái cây nữa, phụ Thảo dọn vườn nữa. Giờ đi hái, bữa nay hái bơ. Hái bơ, hái quýt, chanh. Mấy trái đó giờ đang hiện có nhiều lắm trong vườn. Đi hái chung gia đình Thảo nha. Cây bơ này là cây bơ cổ thụ luôn rồi. Ở trên cao đó nhiều lắm. Mà khó hái lắm, phải leo lên á. Trái nhiều lắm. Cái loại này á, trái nó không có lớn lắm, nhưng mà ruột rất là chắc. Hạt nhỏ. Bơ rất là dẻo và béo. Nên cô chú anh chị và các em có trồng bơ á, thì lựa cái giống này nha. Cái vỏ nó sần sùi đó, nó đẹp lắm. Trái giờ đẹp ha. Đó. Ông chào á, ông vui rồi đó. Thì mấy bữa nay ông chấp nhận rồi. Lúc đầu ông buồn lắm, tại ông quen đi làm á. Còn mấy ở nhà nay 2 tuần rưỡi rồi, ông chấp nhận cuộc sống ở nhà, ra vườn phụ vợ dọn dẹp rác, hái trái cây. Cây tắc quá trời bông ha, quá trời trái luôn. Đỏ rực một góc vườn. Cây này cây lớn. Chuối sim mà nó không có sống được ở miền Bắc Cali. Miền Nam nó có trái nhiều, miền Bắc nó có trái mà nó không lớn nổi. Trái bự quá hả? Hái đi ba, hái đi. Trên trên đầu ba nhiều quá kìa. Nữa hả? Trái bơ ngon lắm. Thấy mấy trái trên đây nè ba, trên cao đây là trái to lắm. Mấy trái này á, gia đình á để 1-2 giống như bình thường á, tới mùa là hái, mà cái gia đình hay để thêm vài tháng nữa thì trái bơ nó rất là ngon. Nhưng mà sợ cái cây nó kiệt sức thôi. Thảo kêu ông xã hái trên nóc nhà đó. Hái mấy trái trên nóc nhà. Có ông xã đẹp trai lúc này ra vườn vậy cũng vui lắm cô chú anh chị và các em. Trời ơi. Đứt nguyên cái nhánh luôn. Trời ơi. Đứt nguyên cái nhánh luôn bà con ơi. Cây bơ này nó già dữ lắm rồi. Đó, bữa nay anh xã hái được gỗ. Cô chú anh chị và các em ơi, cái này là mùa bơ ở San Jose, California. Trái ngon quá trời luôn ha. Đó. Trái bự nữa. Cô chú anh chị và các em nhớ lựa giống bơ này nha. Cái vỏ sần sùi như vậy nè. Đó. Vỏ sần sùi như vậy nè. Thì ở trong ruột á, nó chắc, nó béo, nó ngon lắm. Cái hạt nó nhỏ xíu à, cơm nhiều. Hái chanh luôn hả? Trời ơi, ổng đi hái chanh luôn. Tại Thảo pha nước chanh hoài đó, cho gia đình uống á. Ổng đi hái chanh bỏ vô luôn. Lúc này á, cái gia đình á, đi ra vườn làm này làm kia vậy đó, dọn dẹp. Tại giờ ở trong nhà cứ ngồi coi tivi rồi nấu ăn.
tình hình thì ngày càng thấy nó hơi giống như nhiều người bệnh á, nhiều người bệnh không dám đi chợ luôn, chừng nào thật sự hết đồ ăn mới đi chợ. Mà từ lúc mà tổng thống á, ký cho tiền á, từ từ người ta gửi về để trợ giúp cho người dân á, rồi trợ giúp cho mấy cái mấy cơ sở làm ăn, tất cả mấy cơ sở trên nước Mỹ á, thì bắt đầu cái mấy cái tiền 401k thả gửi á, nó lên lại, hồi trước nó tuột xuống, nó mất tiền ở trong cái 401k của mình á, ông xã nó dỡ lên lại rồi, cũng mừng á. Giống như là chính phủ á, bơm tiền vô cho kinh tế. Cái này là chanh ngọt Thảo hay quay á, chanh ngọt Thảo ăn á, cái bà con tưởng Thảo ăn chanh chua. Cái này chanh ngọt. Ông xã giờ ông hái quýt ông ăn. Ông xã hái Thảo quýt rồi ăn luôn. Thảo thích bơ hơn, bơ ngon hơn ha. Hồi từ trước Thảo trồng cây su su mà Thảo nói nhầm cây su hào. Còn cây này nè, cây này mấy cây su hào nè. Cái này á, mua về cái ăn không kịp, để lên. Dạo này á, bà con cô bác á, đang rộ lên trồng bán cầu do Thái. Đây, nhà Thảo cũng có 2 cây, nhưng mà ở miền Nam California đó, cách miền Bắc khoảng 700 km đó, nắng ấm trồng được trái nhiều. Còn ở miền Bắc nè, trồng á cưng lắm, cũng lớn rồi mà chưa thấy trái mà sống được. Quýt bọt khi mình mở ra cái vỏ nó lập sập vậy đó, cái muối nó cũng sập nữa, nó không có nhiều nước, muối nhỏ chút xíu à. Thảo thương bà con ở mấy cái chung cư lắm, mấy cái ngày mà hạn chế ra đường này nữa thì ở chung cư sẽ không có được những cái mảnh vườn nhỏ nhỏ vậy để trồng cây trái, ra vườn trồng cây trồng rau. Nên bà con ở mấy cái chung cư thì giống như là đi lại á, nó hơi hạn chế hơn là những người có mảnh vườn nhỏ nhỏ. Nên Thảo hay quay vậy nè, cho các cô bác, các anh chị em coi cho vui. Mong sao cái tình hình dịch bệnh nó mau hết ha, để cho mình được thoải mái hơn. Ngày Thảo ăn trái quýt, có bữa thì ăn trái cam. Ngọt lắm. Cái này có hộp, có cây bưởi luôn. Mà trái bưởi ở Mỹ á, nó cái giống nó lạ lắm, nó bự hơn trái cam, nó bự chắc bằng 3 trái cam thôi, cũng ngọt. Bây giờ ra bông nhiều, còn cái này hồi năm trước nè, tại nó nhỏ quá cứ để vậy cho nó toàn ten cho vui chứ nhỏ xíu. Dở ra bông quá trời luôn ha, thơm lắm. Bây giờ á, mấy cái hãng xe á, người ta còn sản xuất thêm mấy cái bình oxy á, trợ giúp không khí á, để cho bệnh nhân thở á. Rồi có nhiều người á, may khẩu trang bằng vải á, để ủng hộ cho cái bên đây á, chữa dịch bệnh virus Vũ Hán. Cầu mong sao á, khoảng tháng 5, tháng 6 gì tình hình ổn định trở lại ha, cho bà con trở lại cuộc sống bình thường.
Cảm ơn cô chú anh chị và các em cùng gia đình Thảo thu hoạch trái cây ở ngoài vườn nha. Bơ, quýt, chanh. Mùa này có mấy trái này, còn mấy cái loại khác thì đang ra bông thôi, khoảng nghỉ mùa hè có nữa. Chúc cô chú anh chị và các em luôn khỏe để vượt qua lần dịch bệnh này nha. Cũng cầu mong sao dịch bệnh sớm có thuốc thuốc vaccine á, để ngừa cho nền kinh tế trở lại bình thường, cho mình có thể đi về nông thôn để quay phim. Trời chứ nghe nói là con trai á, thì nghỉ học tới đầu tháng 5. Rồi hãng ông xã thì họp online thôi, nói là nghỉ tới một tuần nữa, có tháng 4 rồi mới họp nữa. Rồi cũng không biết chừng nào đi làm trở lại. Tối ngày cố thủ ở nhà vậy nè, ra vườn hái trái cây. Giờ ông xã chấp nhận rồi, chấp nhận sự thật là ở nhà để cứu cả thế giới. Chứ lúc trước ổng cứ buồn lắm, buồn không chịu nổi. Ổng ở nhà hoài, ổng có làm gì ổng buồn. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã cùng gia đình Thảo đi hái trái cây nha. Hẹn gặp lại trong những video mới của Thảo. Đăng ký kênh Thảo Kali nha. Nhấn luôn cái chuông để đón xem những video tiếp theo của Thảo. Chào tạm biệt cô chú anh chị và các em.